phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm. Phần lớn những căn nhà nơi đây đều xuất phát từ nhà ở riêng lẻ và sau khi đó chuyển mục đích kết hợp kinh doanh. Mặc dù có nhiều đồ dễ cháy, nhưng không phải hộ dân nào cũng có ý thức về công tác phòng cháy. Cửa hàng này là một ví dụ. Dù có bình chữa cháy nhưng lại bị hỏng. Chỉ khi lực lượng chức năng kiểm tra thì chủ cửa hàng mới ý thức được. Bán hàng kinh doanh đều nhờ xung quanh tất cả đều mặt hàng dễ cháy. Thì nhờ, ở trên phường lắp rồi thì bây giờ mua thêm bình cứu hỏa nữa thôi. À, sau những buổi hôm nay thì sẽ mua bình chữa cháy mới em ạ. Cá biệt có 1-2 hộ là vẫn còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy mà vẫn coi rằng là các cái biện pháp phòng cháy cháy là thuộc của chính quyền. Dù nhận biết phát hiện được những nguy cơ về cháy nổ đối với nhiều công trình nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh, thế nhưng cơ quan chức năng lại gặp khó khăn khi muốn xử lý vì thiếu những quy định rõ ràng. Về đối với nhà ở riêng lẻ và nhà tập thể thì phường tiếp tục cố gắng tuyên truyền, còn cái đấy là không có cái hình thức để xử phạt. Những bất cập về phòng cháy chữa cháy với loại hình này, nhà ở riêng lẻ, nhà kết hợp với sản xuất kinh doanh, một phần do thiếu hành lang pháp lý, quy định giữa các lĩnh vực không đồng bộ nên rất khó áp dụng trong thực tiễn, đặc biệt là quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy với các đối tượng nhà ở này chưa rõ ràng. Ban hành những cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, nó còn có tác dụng ngăn ngừa cái tình trạng lách luật của chủ đầu tư khi pháp luật hiện hành chỉ quy định cái đối tượng phải thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi cấp giấy phép xây dựng, nó là cái nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình cá nhân từ 7 tầng trở lên. Từ thực tế của các vụ cháy nhà ở riêng lẻ diễn ra liên tiếp trong thời gian qua, gây hậu quả nặng nề và nghiêm trọng về người và tài sản. Điều này đã sóng lên một hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhóm công trình này. Bởi vậy, những quy định khắt khe hơn cần phải kịp thời được đưa ra trước khi quá muộn. Có những nơi, các nhà mặt phố là họ đều kết hợp giữa ở và kinh doanh. Vậy thì rõ ràng trong trường hợp này chúng ta mới có những quy chuẩn chung thôi. Tôi đề nghị trong cái đợt này là lực lượng phòng cháy cháy cần phải tham mưu cho chính phủ, cần phải có những cái quy chuẩn đối với cái đối tượng này nó phải khắt khe hơn. Mới đây thì Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền, ban hành các quy chuẩn, quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có